Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì video sáng nay thì Đại sẽ lên cho mọi người một con máy á, là của thằng cơm Mitsu nha, Zenoth. Đó, cơm đề nha mọi người, vừa đề vừa giật ha, hệ nha. Rồi, thì địa chỉ cửa hàng Đại thì Đại ở 127 khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Thì nếu mọi người nào gần đây thì muốn xem máy trực tiếp thì liên hệ Đại ha. Rồi, thì sáng nay thì lên sớm mọi người ơi, lên sớm đặng còn này xịt tứ sầu riêng nữa nè, mới có 7 giờ mấy, 7 giờ 10 à. Đó, thì con này là cơm nha mọi người, cơm Mitsu Zenoth ha. Đó, tên của nó là BC2750HB ha. HB là nó có đề nha mọi người, vừa đề vừa giật nha. Đó, hệ ha. Thì thật sự mấy con này á, thì có rất là nhiều người hỏi Đại nha. Đã đi hay đã gặp, nhưng mà đã không mua. Là lý do nó không đẹp không whip nha mọi người, những thằng này á muốn chơi là phải whip tại mới lấy nha, nó là thật sự không phải là nổ đó. Thì con này mọi người xem nè, tem nè, tem tem còn luôn ha, sang sang zin sang nhật còn luôn, về nổ luôn nha. Rồi thì hình thức về mua bán á, thì khi mọi người mua máy bên Đại thì cái đầu tiên thì Đại sẽ bao ship cho tất cả mọi người là toàn quốc nha mọi người, hàng đến thì mọi người được test kiểm tra ha. Rồi cái thứ hai thì Đại sẽ bảo hành máy cho mọi người là 1 năm, nữa là 6 tháng nha. Đó, vì tặng kèm thì đã sẽ tặng kèm cho mọi người là 5 món nha mọi người. Đây. Thì đầu tiên là một cái bugi 7 này GK ha. Rồi thứ hai là một cây tiếp mở bugi. Đầu 13 nè, 19 nè. Đầu này dẹp nha. Thứ tư là một cái ổ cước Nhật Bản ha, bốn ổ lộn bảy ổ cước mới 4 chấu nha mọi người. Đây. Đây. Thứ ba hả? Thứ năm, ổ lộn thứ tư. Thứ tư là một cái sợi dây đeo Nhật Bản nha mọi người. Rồi. Thứ năm là một cái lưỡi dao Makata dày 1,5 ly nha. Đó. Thì nói về dây á mọi người thì nó, mọi người cũng phải thông cảm nha, cái này cái chút đỉnh gì mọi người cũng thông cảm giùm Đại nha, thì cũng bỏ tiền ra mua chứ không có xin được nha mọi người, thì có này có kia mọi người cũng châm chế giùm nha. Đó, nhưng mà dây bọng thì không có mục nha, không có mục, không có ấy hết, móc méo đồ đẹp hết nha. Đó rồi, thì con máy này là chưa có vệ sinh nha mọi người. Đó, con máy này chưa vệ sinh nha, về là còn xăng gì nó nổ luôn nha, chưa có vệ sinh, chưa làm gì hết. Đó, thì mở ra kiểm tra bô thôi nè, nên là máy mọi người xem nè, còn dính bụi rồi, thấy chưa? Thì con này rửa lên thì rất là đẹp nha mọi người. Đây đó, mọi người xem cái bên cái bô nè, nó đỏ nè. Nó thật sự thì những con máy gì thì không cần thiết phải rửa đâu mọi người, tại vì nó quá đẹp rồi. Nó đẹp là nó đẹp theo cái kiểu bãi, đúng cái chất bãi nha mọi người ha. Đó, thì con này nó 34 ly nha, nó đúng chất bãi luôn ha. Nè, xăng zin còn một bình luôn nha mọi người. Đó, thì lại quay chi tiết xong rồi tí lại sẽ mở bô cho mọi người xem nè, xăng nè, xăng Nhật nè. Thì có xanh gì nè mọi người, thơm lắm nha, nhưng mà chạy thì nó hôi lắm, khói lắm, khói. Đó, xăng nó còn rất mới nên là thơm nha. Thì con này nó sử dụng cái chế van rồ một kim nha mọi người, chế van rồ một kim. Thì cái con này mọi người chạy khỏi có cần phải đóng le nha, bóp xăng lên là đề nổ thôi ha. Nó hay ở chỗ đó nha mọi người. Thì máy móc thì rất là nè, rất là chuẩn, rất là đẹp luôn nha, nè, chưa có đụng chạm gì hết nha. Rồi thì cái này nó không có mút lọc gió nha, nó đâu mất tiêu rồi, nó mục rồi. Thì nữa là Đại sẽ ra thêm cho mọi người một cái mút lọc gió ở đây nha. Đó, mua e là nguyên zin nè, đẹp không, bình xăng trắng bóc ha. Rồi thì Đại quay như vậy nha. Còn ví dụ anh em mọi người nào mua thì hết muốn rửa thì Đại rửa cho nha, chứ không có gì hết nha mọi người. Đây là cái chỗ sạc phụ của nó nữa nè. Đó, chỗ này là cái chỗ sạc phụ nha mọi người. Đó, đây cái đời này nó sẽ có nha, cái đời mà vừa giật vừa đề gì nó sẽ có. Từ những con máy cần á mọi người, nó mà nó có giật thì nó hiếm lắm nha, thì nhiều nha. Nó vừa giật vừa đề mà nó đẹp cái gì thì rất là hiếm nha. Nè, mà thấy nè, bugi nè, nguyên zin đó nè mọi người, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây thì giờ nó cái le nó nằm dưới đây nè mọi người, nè nè, nó rồi đây này. Cái le nó nào mọi người nè, nó đỏ đỏ chỗ này nè, gạt qua đây là đóng le nè ha, qua đây là mở le, nhưng mà mình khỏi có cần nha mọi người, thì không cần đâu, không cần thiết đâu. Rồi mọi người thấy máy nè, tum nè mọi người, tum là chưa có nổ luôn nè, bụi đóng nè. Đó, bình xăng rất là đẹp luôn ha, chưa rửa mà dày đây, rồi rửa lên thì còn gì nói nữa. Rồi đây cái thông số với cái số seri nha mọi người nè, thường nếu mà cơm nó đã chữ R nha. Đó, R nè, 27 nè, R27L nè, S18 nè, số seri nè, 00600583 nha mọi người, phải không? Đúng rồi, 583 ha. Nè, mọi người thấy ốc tán nè, đó,
mình là đây đây đã làm là người thật việc thật nha. Đó, đây Zenoth nha, thật sự con này nếu mà rửa lên nữa thì nhìn nó sẽ khác nữa nha. Nhưng mà mình thật sự là đối với đại riêng đại nha, thì đã làm á, những cái hàng bãi lại cũng mê nha mọi người, lại rất là mê. Có những cái lại mua bằng cái giá lẻ, mua về mọi người biết á, là khi mình mua về trước mắt mình, tại vì mình mê mình mua về cho nó, mình xào nó hoặc là mình cho nó nổ, cho nó đã cái ghiền đi mọi người. Còn vấn đề nhiều khi lời lỗ không có quan trọng nha, thật sự mọi người á, đại bỏ tiền ra đại mua con máy 7-8 triệu, cái đầu máy 7-8 triệu, 5-7 triệu là chuyện bình thường nha mọi người. Thì đó là cái đại chơi nha, thì không có suy nghĩ cái vấn đề đó. Đây mọi người thấy bô nè, bô này chưa có rửa là nó phải có bụi gì nha mọi người đó. Thì mọi người nhìn đi, máy này là máy mọc luôn nha. Nó chưa con ghiền gói quá, để con ngậm hồi đợi bà nội về con đánh. Nó nói con nó chưa đánh răng, con kia nó đánh, nó nói gì đó nè mọi người. Nó, đây cái ốp chữ Zenoth ha. Đó thì đây đã quay chi tiết xong rồi, đây mở bô cho mọi người xem nha. Nè ta lái nè, thì nguyên zin nha, thì cơm đề thì mọi người biết rồi, thì cục pin nó nằm trên này nha. Đang công tắc on off đây, tắt nè, on nè, nút đề ở đây. Thì ở bãi về thì nó pin này nó còn sống luôn nha mọi người nè, mà nó yếu nha. Thì con cái này thì nó chạy nó sẽ tự sạc lại nha mọi người ha. Đó đây Zenoth nè, mọi người thấy nè. Thì đã quay video là trước giờ nha, dẫn nói một câu cho mọi người là video quay không bao giờ kéo màn, không bao giờ chỉnh sửa nha. Thì thật sự là nếu mọi người xem từ trước giờ đi, mọi người sẽ thấy nha. Đó, thì đại là có mới dám nói nha, chứ không có vụ mà nói nó phết đâu, nó phết nó dốc đó mọi người ha. Không có chơi cái màn đó nha. Đó, còn hình chụp á, thì hình chụp sao má in vậy nha, chứ không phải chụp hình này mà đầu gà đít vịt nha, không có ha. Đó rồi mọi người thấy là cái tem nó còn nè, cái nó đi theo cái số series luôn nè mọi người, thì 0060 không khác mọi người, cái số sao nó khác nha. Thì cái này đã thấy nó chốc mọi người, đã thấy uổng quá, đã lấy keo đã dán lại nha, lấy keo đã dán lại nè. Đó rồi mọi người thấy tem nè, cực kỳ cho mọi người, máy hơn chưa rửa mà thấy gì nè, mọi người thấy uy tín chưa. Đó tem là tem Zenoth nha, BC nè, 2750 ha, HB nè, mắc in cho băng nha. Đó đây sự mà nói nha mọi người, cái này nó sẽ không có nói lên được cái điều gì của một cái con máy mà kêu bằng chạy ít chạy nhiều hết nha mọi người. Mà cái đồ quỷ này thật sự không có gì hết, bây giờ chẳng thậm chí giờ mình ở đây mới nó vẫn có, nó dán vô được nha. Nhưng mà về thì theo cái chủ yếu là cái vít tông với cái độ ấy của máy thôi mọi người ha, cái độ liền thôi, cái mọi cái độ liền đồ thôi nha. Thế đại quay xưa về dòng ba cái đồ quỷ này thật sự không bao giờ nha, không bao giờ mà nó trời ơi con máy cái tem gì cái gì là cái máy nó sẽ là cực kỳ whip hay là nó như chưa xài nha mọi người, không bao giờ nha. Thì mọi người đừng có nhìn vô những cái này nè, mà mọi người có thể đánh giá được mỗi con máy nha. Đó còn cái đồ bãi mà mọi người đâu có biết đường đâu mà nói ha. Đó, thì cái chỗ này nè, cái chữ này là nó để mình lắp cái chắn cỏ hoặc từ khoảng này nè mọi người, hoặc là đây nha. Thì theo đại thì đã lắp từ đây đây thôi là ok nhất nha, nếu mà xài dao ba tấc nha. Đó rồi thì mọi người thấy đầu bò chán kẹp nè, chưa rửa luôn nha. Nguyên zin nè, thấy không, dơ hay ha, nó dơ nè, mà nó dơ chưa có nhiều chân nha mọi người. Đó thì chắn cỏ nè, thì con này nó về á nó không có chắn cỏ nha mọi người, nó mất chắn cỏ thì lại nó thêm cái chắn cỏ vô nha, nhưng mà cũng là chắn cỏ bãi luôn nha mọi người. Rồi mọi người thấy nè, có chén ốp ngược chống bóng cỏ lên cái cầm ha, thì ở dưới này có chống mòn ốc nè, nguyên si nè, ốc zin của nó nè, cái miếng zin của nó còn luôn nè. Rồi nè mọi người, nó có đóng mắt in cho băng trên cái miếng ở dưới luôn nè, đây mắt in cho băng ha. Đó đây tôi bọng nguyên si của nó nha mọi người, ốc tán nè, theo đúng là nó đi theo là nhìn đúng theo cái chắc của cái máy chưa rửa luôn ha. Đó rồi để đại lấy một cái vít với một cái cây lục giác lại mở bô cho mọi người xem nha. Mọi người làm cái này nó thật sự mọi người, những con máy gì nó rất là dễ binh nha mọi người, binh mà kiểu như binh xe vậy đó mọi người, cái đường nào mà binh không được nó là thật sự một câu ha, rất là nhiều đường binh nha. Máy về gì là quá đẹp rồi, không còn cái gì mà để chê nữa nha mọi người, không chê được, hiện đại thôi nha. Thì nói chung thì đối với những mọi người thì mọi người có một cái ý
ý khác nhau ha. Đó, đâu không có ai giống ai hết mọi người. Đó. Mọi người biết rồi, cơm này thì chảy rất là bền nha. Đồ thì phụ tùng thì cũng rất là nhiều. Cái này thì bao cho mọi người phụ tùng luôn nha. Đẹp lắm mọi người, 34 ly. Đại cũng đang xài con nha, mà đã xài máy ba lô rồi. Con ba lô của Đại nè, thấy chưa? Đó. À, mọi người thấy không? Tâm nè. Rồi ốc nè, hai ốc là chưa xét luôn, thấy chưa? Đó, rồi, mình đã mở áo cho mọi người xem nha. Cái móc thì còn nguyên bụi Nhật luôn nè mọi người. Bên zin nè. Đó, mọi người thấy chưa? Chưa có gì mà kêu bằng ấy hết. Rất là đẹp nha. Nè. Rồi, mọi người. Thấy không? Đó. Bô nè, bụi đóng nha. Đó. Rửa lên thì con này, nếu mà bô này rửa lên thì khỏi phải nói nha. Đây, tuần này á, đã đi lấy về trễ nha, nên là hồi tối á, có giật lên nó hiện người thao tắt à, không có dám giật lâu nha, tại con lại nó ngủ. Bít tông thì khỏi phải chê nha, bít tông thì còn văng ngang luôn mọi người. Mấy con này thì cực kỳ đẹp nha, mấy tông nồng mềm, mấy con này thâu khó chê. Rồi thì để Đại mở cái led lên, cái Đại quay cái trái mấy tông cho mọi người xem đó mọi người. Rồi, để Đại hạ cái máy thấp xuống cho nó ngang với trái mấy tông ha. Con này thì vừa chơi vừa sưu tầm thì khỏi phải suy nghĩ vậy nha mọi người. Nè, trái mọi người thấy nè mọi người, nhìn gì thì nó sẽ không có rõ đâu nha mọi người. Thì Đại quay á thì Đại cũng hay nói hoài à, Đại quay thì chủ yếu là để cho mọi người nhìn thấy được cái độ của bê tông vậy. Còn mọi người thí dụ muốn kỹ hơn thì hàng đến thì mọi người cứ kiểm tra nha. Thì Đại có hay nói đó, cái vấn đề kiểm tra thì cứ vô tư nha. Đại rất là vô tư, mọi người thấy nè mọi người, nó còn ngang luôn nha. Quay nó chá cái đèn lên là mọi người nhìn sẽ không có rõ mà ở ngoài đã nhìn đâu đó. Mà sẽ bao cho mọi người nha. Thì máy móc thì thật sự thì Đại làm để quay rất là chi tiết nha. Bên này nó có cái lằn, cái lằn này là cái lằn bụi nha mọi người. Cái lằn bụi nó chạy nha chứ không có xước nha. Đó, mọi người thấy không, nếu nó xước á là hai cái cọng bạc nó sẽ xước luôn nha. Đó, cái này là lằn bụi nó rớt nó chạy nha. Thì đồ bãi mà mọi người. Nhưng mà mọi người bài coi nè, cái đầu đỉnh bích tông mà thấy không? Cái đầu đỉnh là nó chưa có đóng khói luôn, thấy chưa? Máy này chạy rất ít nha mọi người, máy này chạy rất là ít. Cơm đề này thường ở bển á, xài hết pin là nó sẽ dục mọi người. Đó, tông thì thôi khỏi phải suy nghĩ nha. Con này mà rửa lên thì áo con này mà rửa lên thì thật sự thì chỉ có làm chín nút chín nha. Nè, áo nè, đó, chưa có gì hết không. Nhưng mà tại sao Đại thích quay gì? Tại vì cái bản thân riêng cái bản thân Đại thôi. Đại rất là mê nha những con máy đẹp mà bãi về mà nó đẹp gì mọi người. Đó. Không phải là Đại nói ra Đại phô trương hay Đại nổ nha. Mỗi người có một cái sở thích đó mọi người, ai cũng vậy thôi. Đó. Thì mọi người cũng vậy thì Đại riêng Đại thì Đại cũng vậy thôi. Nó là cái sở thích riêng, cái sở thích cá nhân của từng người ha. Máy thì bao phê nha. Chạy đã lắm. Nó chạy mấy cơm thì nó chạy tiết kiệm xăng lắm mọi người, cực kỳ nha, cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Nhưng cơm đề của Đại đó thì nó cũng cơm đề, nó cũng y gan vậy thôi mọi người, nó cũng hột thôi. Nhưng mà con của Đại là máy ba lô, con này thì máy cần thôi. Có người là thích máy cần thích ba lô, rồi nó cũng máy móc nó cũng y gan à mọi người. Từ máy móc tới đồ đạc nó cũng giống như nhau, lửa nó cũng giống luôn nha, nó không có khác gì hết trơn mọi người nha. Chỉ khác một cái máy cần và một cái máy ba lô thôi. Thì ba lô thì vẫn có đời, có một đời ba lô nó không có cái chập giật cho mọi người nha. Đó, có đời không có giật. Còn máy cần thì nó cũng y vậy đó. Rồi thì để Đại test nổ nha. Đại làm cái gì cũng vậy, thật sự là Đại
làm lại mua hàng đây rất là kỹ nha mọi người, kỹ lắm nha, chứ không phải mình mua khơi khơi mình đi mua đâu nha. Gì cũng gì mình phải chú trọng đến cái chất lượng mọi người, bán lâu dài mà, chứ đâu phải bán một ngày một bữa đâu. Mà thấy không, còn tem luôn mới ghê chứ, gì gì cũng chả biết nữa nha. Rồi để đại test nổ mọi người xem ha, nó trợ lực luôn, cái dây giật của nó là cái trong này nó có trợ lực luôn mọi người. Pin nó yếu nha mọi người nè, nhưng mà còn đề được chứ. Con này về chạy khả năng mà mọi người chạy sạc sạc lại á, khi mà mọi người xài á nó sẽ tự sạc vô lại nha mọi người. Nó là đủ pin nha. Nó trợ lực. Nếu nhẹ là chạy mọi người rất là đã nha. Máy móc là chưa có chỉnh chưa. Chú xăng zin nó còn luôn á mọi người. Chú xăng zin còn tem lema ở đây luôn nè ha. Đó. Vừa chưa bật công tắc. Giật đi phi thầm luôn mọi người ơi. Thì cái máy này nó cái xăng Nhật là về lâu quá nên là không có dám nẹt nhiều nha mọi người, nó nguy hiểm lắm nha. Ta chỉnh gam ti nó hơi nhỏ mọi người, có chỉnh gam ti nhỏ thôi, cái tặc đại là mọi người biết rồi, thích rất là thích gam ti nhỏ, nó vô duyên vậy đó. Nó chỉnh gam ti lớn đó mọi người, nó không có chỉnh nhỏ như mình đâu. Tắt lên. Rồi thì video nó cũng dài rồi mọi người, thì thôi lại kết thúc ở đây. Mình đã chào mọi người và hẹn mọi người những cái video tiếp theo ha.